Cô xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Ở tiết toán trước, cô đã hướng dẫn các em học tiết 1 bài Em làm được những gì? Tiết toán ngày hôm nay, cô tiếp tục mời các em đến với tiết 2 bài Em làm được những gì? Qua bài học ngày hôm nay, sẽ giúp các em nhận biết vai trò số 0 trong phép tính cộng trừ. Sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm. Thực hành tính có hai dấu phép tính cộng trừ. Trước khi bắt đầu tiết học, các em chuẩn bị cho cô vở, bút và mở sách toán trang 71 để cùng theo dõi bài học nhé. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các em đấy. Các em sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng khám phá bài học ngày hôm nay. Các em đã được học trừ bằng cách đếm bớt. Tiết học hôm nay, cô sẽ giới thiệu các em thêm một cách thực hiện phép trừ nữa, đó là trừ bằng cách đếm thêm. Chúng ta sẽ thực hiện cách trừ này như thế nào? Bây giờ cô mời các em chú ý nhé. Để thực hiện phép trừ 10 trừ 7 bằng cách đếm thêm, chúng ta thực hiện như sau. Chúng ta sẽ đếm thêm từ số bé là 7 tới số lớn là 10. Mời các em cùng giơ tay lên và thực hiện cùng cô. 7 rồi đến 8, 9, 10. Số ngón tay đếm chính là kết quả. Cô vừa đếm thêm 3, vậy kết quả 10 trừ 7 sẽ bằng 3 đấy các em. Tương tự như vậy, cô mời các em sẽ cùng thực hiện phép tính 8 trừ 6. Các em sẽ đếm từ số bé là 6 tới số lớn là 8. Cô mời các em giơ tay lên và thực hiện cùng cô nhé. 6 rồi đến 7, 8. Cô vừa đếm thêm 2. Vậy kết quả 8 trừ 6 sẽ bằng 2 đấy các em. Các em lưu ý, để trừ bằng cách đếm thêm, các em sẽ đếm thêm từ số bé cho đến số lớn trong phép trừ nhé. Các em đã nhớ cách thực hiện chưa? Mình cùng thực hành bài tập. Cô mời các em thực hành các phép tính sau bằng cách đếm thêm. Các em bắt đầu thực hiện. Đã hết giờ làm bài, các em xem đáp án của cô nhé. 9 trừ 6 bằng 3, 8 trừ 7 bằng 1, 5 trừ 3 bằng 2, 10 trừ 9 bằng 1, 7 trừ 5 bằng 2 và 6 trừ 2 bằng 4. Cô khen các bạn đã thực hiện đúng các phép tính. Vậy là các em đã biết cách thực hiện phép trừ bằng cách đếm thêm rồi đấy. Các em ơi, có một người bạn sẽ đến đây tham dự cùng tiết học của chúng ta đấy. Người bạn đó là ai? Bây giờ các em cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3. Mình cùng chào đón bạn Thỏ đến với tiết học của mình. Bạn Thỏ đang trên đường đi kiếm thức ăn cho cả gia đình và phải vượt qua rất là nhiều khó khăn và nguy hiểm. Các em sẽ cùng tham gia hành trình với bạn Thỏ và giúp đỡ bạn nhé. Trên hành trình của mình, bạn Thỏ đi đến một bờ sông. Bạn Thỏ gặp bạn Nhím. Bạn Nhím nói với bạn Thỏ: Thỏ muốn đi qua cầu thì hãy thực hiện đúng các phép tính. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ bạn Thỏ nhé các em. Các em hãy quan sát bức tranh thứ nhất và thực hiện phép tính. Trên cành cây có 3 quả, rơi xuống 1 quả, còn lại 2 quả. Cô có phép tính 3 trừ 1 bằng 2. Cô mời các em quan sát và thực hiện tiếp ở bức tranh tiếp theo. Có 2 quả, rơi xuống 1 quả, còn lại 1 quả. Cô có phép tính 2 trừ 1 bằng 1.
cô mời các em quan sát bức tranh thứ ba. Các em bắt đầu thực hiện. Trên cành cây có một quả, rơi xuống một quả. Trên cành cây không còn quả nào hết. Cô có phép tính 1 trừ 1 bằng 0. Chúng ta quan sát và thực hiện tiếp phép tính nhé các em. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ mình cùng lắng nghe. Trên cành cây có 3 quả, không rơi xuống quả nào hết. Trên cành cây vẫn còn 3 quả. Cô có phép tính 3 trừ 0 bằng 3. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện các phép tính sau. Cô mời các em bắt đầu làm bài. Đã hết giờ rồi, các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ mình cùng lắng nghe đáp án của cô nhé. 4 cộng 0 bằng 4. 0 cộng 4 bằng 4. 4 trừ 0 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Nhìn vào các phép tính, các em lưu ý một số cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Các em thấy phép tính 4 cộng 0 bằng 4. Một số trừ đi 0 cũng bằng chính số đó, như phép tính 4 trừ 0 bằng 4. Một số trừ đi chính nó thì bằng 0. Ví dụ như 4 trừ 4 bằng 0. Cô mong rằng các em sẽ nhớ nội dung cô vừa hướng dẫn các em. Vậy là bạn Thỏ đã được đi qua cầu rồi đấy. Bây giờ mình cùng tiếp tục đồng hành với bạn nhé. Sau khi qua cầu, Thỏ gặp một con rắn. Rắn nói với Thỏ: Thỏ muốn đi qua đường này thì hãy giúp đồng loại của rắn ta tìm đuôi nhé. Nào, bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ cách tìm đuôi cho rắn giúp bạn Thỏ. Mời các em thực hiện. Đã hết giờ rồi, các em đã tìm được đuôi cho rắn chưa nào? Các em sẽ thực hiện phép tính ở đầu và đuôi rắn. Hai phép tính có kết quả bằng nhau là đuôi và đầu của một con rắn đấy. Bây giờ mình cùng xem kết quả nhé. Đầu tiên chúng ta tìm đuôi cho chú rắn màu xanh lá cây. Chú rắn có phép tính 3 cộng 7. Sẽ có đuôi là phép tính 2 cộng 8 vì đều có kết quả bằng 10. Chú rắn màu vàng có phép tính 10 trừ 3. Sẽ có đuôi là phép tính 2 cộng 5 vì đều có kết quả là 7. Chú rắn cuối cùng có phép tính 3 cộng 6. Sẽ có đuôi là phép tính 10 trừ 1 vì đều có kết quả bằng 9. Bạn Thỏ cảm ơn các em đã giúp bạn Thỏ tìm đuôi cho rắn. Sau khi tìm đuôi cho rắn, bạn Thỏ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thỏ đến một khu rừng nọ. Thỏ gặp một con cáo chắn ngang đường. Cáo nói với Thỏ: Thỏ muốn đi qua đường này thì hãy giúp đồng loại của cáo ta tìm đuôi nhé. Bây giờ mình hãy suy nghĩ và tìm đuôi cho cáo nhé các em. Cô mời các em thực hiện. Đã hết giờ rồi, bây giờ cô mời các em xem đáp án của cô. Chúng ta sẽ cùng tính kết quả của cái đuôi thứ nhất. 7 trừ 2 bằng 5, 5 cộng 4 bằng 9. Vậy đây là chiếc đuôi của chú cáo số 9 đấy các em. Chúng ta sẽ cùng tính kết quả của cái đuôi thứ hai. 10 trừ 2 bằng 8. 8 cộng 0 bằng 8. Vậy đây là chiếc đuôi của chú cáo số 8.
chúng ta sẽ cùng tính kết quả của cái đuôi cuối cùng nhé. 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10. Vậy đây là chiếc đuôi của chú cáo số 10. Xin chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng. Sau khi tìm đuôi cho cáo, cáo đã tránh đường cho bạn thỏ đi tiếp. Bạn thỏ đã băng qua cầu và đến một khu vườn có rất nhiều cà rốt. Thế là bạn đã nhổ thật nhiều cà rốt để mang về cho cả nhà. Bạn thỏ cảm ơn các em. Nhờ có sự giúp đỡ của các em mà bạn thỏ đã tìm được thức ăn cho cả nhà đấy. Chúng ta chào tạm biệt bạn thỏ nào. Và cô mong rằng các em sẽ luôn luôn biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh mình nhé. Cô vừa hướng dẫn các em học bài tiết 2, em làm được những gì? Sau đây là những nội dung mình đã học trong ngày hôm nay. Các em hãy tự nhận xét xem chúng mình đã thực hiện được chưa nhé. Nội dung thứ nhất, em sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm. Nội dung thứ hai, em thực hiện các phép cộng trừ có liên quan đến số 0. Nội dung thứ ba, em thực hành tính có hai dấu phép tính cộng trừ. Cô mong rằng tất cả các em đều thực hiện tốt các nội dung của bài học ngày hôm nay. Nếu bạn nào chưa thực hiện được những nội dung trên, cô mong các em sẽ rèn luyện thêm nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi tiết học ngày hôm nay. Cô chào tạm biệt các em và cô hẹn gặp lại các em ở tiết 3 của bài này.